hôm nay em lại làm một cái thí nghiệm, đó chính là nhiều bác biết về gỗ xưa là những cái người mà trong dân gỗ xưa dành rồi, còn một số anh em chưa biết về gỗ xưa, thì hôm nay em sẽ làm một cái thí nghiệm, đó chính là đốt gỗ xưa để cho anh em mình nhận biết được gỗ xưa khi đốt ra nó như thế nào. Anh em mình nếu mà ai mà muốn tìm gỗ xưa hoặc muốn mua gỗ xưa thì chúng ta có thể thử nghiệm bằng cách này. Và trên tay em đang có mấy mảnh gỗ xưa các bác ơi, đây, đang có mấy mảnh gỗ xưa, thì bây giờ em sẽ đốt ra xem cái kết của việc đốt gỗ xưa nó như thế nào các bác nhé. Ok, đây là quá trình đốt gỗ xưa các bác nhé. Thì để cho anh em mình nhận biết được gỗ xưa khi đốt ra nó như thế nào khi chúng ta mua không phải lầm nhá. Đầu tiên là nó có một cái mùi rất là thơm, gỗ xưa đốt lên rất là thơm. Và cái thứ hai là gỗ xưa khi đốt lên là cái màu khói của nó sẽ là màu trắng. Các bác để ý này, gỗ xưa là khi đốt là tinh dầu nó nhiều, cái lửa nó ra rất là mạnh. Đấy, lửa ra rất là mạnh, các bác thấy nó phun phun không? Dầu của gỗ xưa rất là nhiều. Đấy, cháy rất là mạnh nhé. Đấy là ưu điểm của dòng gỗ xưa chúng ta nhận diện khi đốt. Mùi thơm rất là thơm, cái khói của nó cũng thơm luôn. Cái thứ ba để nhận biết về gỗ xưa đó chính là khi đốt nó ngửi thơm là một này, cháy mạnh là hai, và cái cuối cùng là cái thứ ba, đó chính là cái khói và cái tàn của gỗ xưa. Các bác nhìn cái tàn này, nó có một cái màu trắng, các bác thấy không, nó có một cái màu trắng tinh luôn. Đấy, gỗ xưa khi đốt nó sẽ là như vậy, nó trắng tinh luôn, các bác thấy không, rất là trắng. Đấy, bởi vậy là anh em mình xem hết cái video này tới đoạn cuối cùng để khi chúng ta đi mua gỗ xưa thì chúng ta không bị lầm là xưa thật hoặc xưa giả các bác nhá. Ok, các bác thấy hay hoặc là muốn em thử nghiệm dòng gỗ thơm nào, ví dụ Ngọc Am này, gỗ Long này, hoặc là những dòng gỗ thơm Bách Xanh này, rất là nhiều, Hoàng Đàn này, các bác cứ comment dưới bình luận và hãy nhấn đăng ký kênh để bên em có thể ra những video mới nhất để cho anh em mình tham khảo. Ok nhá, xin chào và hẹn gặp lại.